Nói chung là em cũng chưa gặp cái trường hợp nào như trường hợp này luôn. Tầm 10 lần hẹn hò đầu tiên là không bao giờ có hai người hết. Lần nào cũng có anh trai, tài xế, chị em bạn gì, nói chung là cháu gái, chị dâu. Phía nhà trai hả? Phía dạ, nhà trai rồi. Hả? Rất là nhiều các nhân vật, lần nào cũng sẽ có những tại nhân sao vật vậy? Khác nhau. Sao vậy? Mình sợ mình bị hư hả? Có thể tốt xấu lẫn lộn, bị đa nhân cách, bị đa nhân cách. Và xin được chào chị Vân và chào Quách Ngọc Tuyên. Em xin giới thiệu, em là ca sĩ Bằng Cường, sinh năm 81. Trẻ quá hả? Trẻ nhưng Cường là em trẻ quá Cường ơi. Vâng, em cảm ơn ạ. Con xin chào cô Hồng Vân, em chào anh Ngọc Tuyên. Anh chào em. Dạ, em là Bảo Anh, năm nay là 30 tuổi, là sinh năm 93. Sao mà lâu rồi chị chưa được nghe em hát đó Cường. Yeah. Hay là bây giờ hai vợ chồng á, tặng chị này, tặng Tuyên này, với lại quý vị khán giả một cái đoạn nào đó của hai vợ chồng đi, hát đoạn song ca đi. Ước mơ tình yêu ha. Ước mơ tình yêu. Dạ. Một phút anh ngần ngơ. Đúng không? Hát từ đầu được không? Hát từ đầu. Đấy. Ở ngoài hát không khớp lên đây rồi. Người yêu ơi, cỏ mềm đã héo khô, mặt hồ lá xác xơ, những con đường vắng sương mờ, từng bước chân cuốn đi mùa thu xa lắm, để nỗi buồn cứ thế đến bao giờ. Hơi trầm và cơn mưa ngoài trời như gió lạnh, giật mình nhớ tới anh, hãy cho em anh nhé, và hãy cho nhau sát lại nụ hôn như bắt đầu, ngọt ngào như vô tình, yêu anh ngàn lần hơn nữa. Một phút anh ngẩn ngơ, một phút em thầm mơ, đừng vội làm cơn mơ giăng kín trong lòng em, để trái tim ngủ quên, để nỗi đau triền miên, từng giọt buồn đánh rơi trên hàng mi ướt mềm. Thổn thức ta nhìn nhau, hẹn ước cho ngày sau, trọn đời mình bên nhau đi nhé anh tình yêu. Vì chính em mà thôi, vì yêu anh mất rồi, sớm mai dành cho nhau tia nắng đầu tiên giang ngời. Tuyệt vời. Thật ra hai người này hát chung cái bài này mà không yêu nhau mới là lạ, đúng yeah. không? Thì cách đây trước 4 năm thì hai người có gặp nhau trong một cái chương trình, cũng là chương trình từ thiện, là bọn em đi diễn ở miền Trung. Thì mới gặp nhau, trong đó là hát chung với nhau cái bài hát là Cơn Mưa Tình Yêu. Ngày đầu tiên gặp lại thì vợ em mới nói là anh có nhớ em không? Thế em đang bị bất ngờ thì tự nhiên hỏi là cách đấy 3 năm trước em và anh đã từng diễn với chung với nhau ở một cái chương trình từ thiện. Thế lúc đó em bảo thì nhớ rồi, nhưng thực ra vẫn còn đang mơ hồ. Cơ duyên từ đó là hai bạn đến với nhau luôn đúng không? Trong cái lần mà sau 3 năm chợt nhận ra nhau đó, cơn mưa tình yêu nó ập xuống tụi em ra làm sao đó. Ngày hôm đó là em có một cái việc trục trặc nhỏ nên là em không có thể diễn cùng mọi người được, mà em đến bị trễ, lúc đó trời mưa rồi. Lúc đó thì đoàn có một cái buổi tiệc nho nhỏ, thì em vừa bước vào em thấy anh Bằng Cường tự nhiên ổng đang ngồi dài, cái tự nhiên có nghĩa là cái đầu nó quay qua, nhưng cái ánh mắt ổng tự nhiên bị lé qua bên, nó cứ liếc qua bên nhìn, liếc qua bên như vậy. Nhưng mà thật ra tại em thấy cái mặt ổng đánh phấn dày quá, thì còn tôi tóc quá nối tóc dài dài như vậy, cái đánh phấn rất là dày dày nhất, có nghĩa là động nhất trong tất cả những người ngồi đó. Thì em là nghĩ không, có lẽ là cái đầu mình mặc đẹp quá hay như thế nào, nói chung là em không có nghĩ là ảnh dành đi em nha, cho em là của một người đàn ông. Mà em chỉ nghĩ là chắc là có cái gì đó của chị em phụ nữ, của chị em phụ nữ nên bắt tín hiệu với nhau. Thì tức là em cũng không đề phòng gì hết. Cái lỗi là do bộ tóc dài đó phải không? Với lại đánh phấn nữa à? Cái ánh mắt nữa chị, ánh mắt lóe rồi là biết không biết đầu nhờ nha. Là liếc thấy đó. Chuyện mà cái ánh mắt mà trao nhau với bộ tóc dài, chuyện xảy ra cách đây mấy năm rồi cưng? Dạ, ngay 4, ngày đầu luôn. Dạ 4 năm ạ. 4 năm rồi. Dạ, vâng. Và ảnh chủ động, ảnh gọi là ảnh cho em một cái luồng điện là ảnh muốn làm quen với em là sau đó bao lâu? Tầm nửa tiếng sau đó ạ. Tín hiệu nhanh dữ vậy bộ. Trời ơi, quá trời quá đất, cái dạ. Này dễ sợ quá. Mọi người đang ăn nhậu mà anh không có biết nhậu. Anh Bằng Cường là trước giờ là uống một chút xíu thôi là say ngất ngay rồi, nên anh rất là hạn chế uống bia. Thì là mọi người uống bia thì tới cái giai đoạn đó thì anh đi về đang vui đó thì anh đi về. Thì em lại khẳng định hơn nữa là chắc là anh này đúng là kiểu ngồi đây chán quá, chứ mình ngồi đây mình cũng kiểu dân con gái này nọ mà ngồi đây mà người ta lại không có
muốn nói chuyện với mình đi về thì chắc là chị em là gì rồi còn gì đúng nữa rồi, thật ra là em cũng không để ý gì lắm. Thì tự nhiên điện thoại em tinh một cái, em nhìn cái màn hình thì em kêu chứ rồi ông này chắc chắn không phải là chị em bạn gì rồi. Thì trong cái tin nhắn nó nhắn với em là em đã về chưa. Sau đó anh này thả thính tới tấp lắm chị ơi. Liên tục luôn, nhắn tin liên tục. Nhưng mà phải nói luôn là lúc đó thực ra em không có suy nghĩ sâu xa là sẽ quen anh bằng cường. Em có 5-6 cái tiêu chuẩn dành cho bạn trai của em. Nhưng mà tiêu chuẩn đầu tiên là phải cao. Phải cao. Sao tiêu chuẩn em kỹ vậy? Em cũng cuối cùng nó bị ngược lại hả? Không em, ông bà mình nói rất đúng là như mình không thích của nào là trời sẽ trao cho mình của đó. Cứ câu là ghét của nào trời cho cho đúng của là đó. Mình ghét thì mình cũng dám nói trong trường hợp này không có ghét, nhưng mà không thích của nào là trời sẽ trao của nhưng đó. Nhưng mà nó cũng là một cái lý do mà cũng em cũng chần chừ nguyên một khoảng thời gian khiến em lúc bị đầu là còn search trên mạng gõ Google bằng cường cao 1m bao nhiêu. Thế là trên mạng ghi là 1m67, thế là yên tâm cao hơn mình 5 phân. Mà trên đấy không quên không ghi đi thêm giày. Thì của em chỉ có 1m62 thôi. Thôi. Rồi sau đó thì lần đầu tiên hẹn hò là như thế nào, vui không? Nói chung là em cũng chưa gặp cái trường hợp nào như trường hợp này luôn. Tầm 10 lần hẹn hò đầu tiên là không bao giờ có hai người hết. Lần nào cũng có anh trai, tài xế, chị em bạn gì, nói chung là cháu gái, chị dâu. Phía nhà trai hả? Phía nhà trai rồi. Rất là nhiều các nhân vật, lần nào cũng sẽ có những tại nhân vật khác nhau. Sao vậy? Mình sợ mình bị hư hả? Sợ đi lạc. Thực ra thì mọi người thường hay nói là nghệ sĩ mình ấy là lúc nào mình cũng phải giữ một cái tiếng thơm. Tại vì em muốn là khi mà gặp gỡ với bạn gái thì mình muốn cho bạn gái có một cái sự an toàn, cảm giác là được tin tưởng. Thế nên đi đâu mình cũng muốn cho cả gia đình mình đi cùng để cho bạn gái biết mặt là mọi người trong gia đình như vậy. Thôi chị nghĩ là bỏ những cuộc đi chơi đông người đó đi, nó không có gì mà để mà thú vị á. Cái lần đầu tiên đi hai người thì đúng rồi đó. Lần đầu tiên đi hai người thì lại không phải là ở Sài Gòn, mà là lúc đó em có một cái lịch học ở Hà Nội. Lúc đó anh Bằng Cường có lịch diễn ở Hà Nội luôn. Thì lúc đó là chắc là ở riêng với nhau tầm khoảng được 2 tiếng đồng hồ. Thì sau đó thì khoảng độ 2 tiếng sau thì Bằng Cường lại bảo là anh một cuộc hẹn đông lại người. Một cuộc hẹn đông người là lại đi với lại Bảo Trân. Tức ra là cái nụ hôn đầu tiên nó phải có chứ. Đúng rồi, đầu tiên là trong cái khoảng thời gian hẹn hò nhà trai á. Là lúc đó nó xảy ra rồi. Nhưng mà bởi vì là anh này anh ghen thì anh mới hôn em thôi. Là sao trời, sao tò mò vậy? Cái này vui nè, cái này vui nè. Đâu kể đi, vì ghen mà hôn này, ghen với ai nè. Sinh nhật của một người bạn của em thì là mới mời em đi ăn. Thì em lại cũng hẹn luôn bảo anh đi cùng anh nhé. Đến đây mình đi ăn sinh nhật thì mình đi xem phim. Thì là mình đã giới thiệu đây là bảo anh là bạn của anh. Thì cái nhà kia nó nghe không rõ hay sao ấy, nó tự nhiên anh giới thiệu cho bảo anh cho cháu em đi. Trong khi đây người yêu tao mà, tự nhiên người bảo giới thiệu cho mày. Rồi sao? Lịch sự mình không nói rồi, mình đã bảo là thôi đi lên xe. Thì tự nhiên lại cứ bảo anh ơi, đi sang xe bên kia đi cùng với cháu của chị. Chị giới thiệu cho cháu chị. Cái lúc sau bắt đầu đi ăn uống xong thì đã đi vào rạp xem phim. Thì đang vào rạp xem phim thì cứ ngồi nói chuyện để giới thiệu cho cái đứa cháu cho ngồi gần. Là cũng chị kia đi chung vô đúng đọc phim luôn. Tức là cướp xác bảo anh cho bằng được mà. Bằng mọi cách phải đi theo dữ đó. Thế tức quá thế thôi lôi cô này đi ra chỗ khác mặc dù chỗ đấy không phải vé của mình. Ông kéo cái đầu em kéo mặt ra như vậy xong không cái chóc vậy thôi đó. Chú chẳng có tình cảm gì hết. Thế là một cái nụ hôn đầu tiên cũng sơ sài vậy đó. Dạ, hả? Sơ sài. Phớt qua sơ sài và trong một cái cơn cuồng ghen đó đúng không? Ông lại tay ông lại ngắn nữa. Đâu có với được hết đâu, kiểu như ôm nó cũng kiểu hơi nói chung nó không có lãng mạn gì hết trơn ấy. Cũng nhạt ở rạp phim mà. Không, chắc chắn là không ai thấy, em bảo đảm luôn. Sau khi mà em quen với anh Cường á thì là em có điều tiết cái vụ mà đánh phấn trên mặt anh Cường lại không? Em có vài người bạn thân thì Yến mới nói với em là ê chị ơi, chị kêu anh Bằng Cường về đừng đánh phấn nữa. Anh không đánh ông trai thì đánh phấn mà nói rất là thẳng luôn. Nhưng lúc đó em cũng tại lúc đó yêu quá rồi sao kiểu cảm giác cái phấn cũng dễ thương, không có vấn đề gì hết. Tức là đánh phấn mà đi hát hay là đánh phấn bình thường? Đi ra ngoài luôn là đánh phấn luôn. Dạ đúng rồi, đam mê phấn everywhere. Dạ, ngay cả đi gặp mẹ em lần đầu tiên cũng đánh phấn luôn. Nhưng mà mẹ lại thích. Có mẹ đáng yêu là mẹ vợ rất là đáng yêu luôn. Mẹ của Bảo Anh ấy, cực kỳ khó tính. Có nghĩa là ai mà đến nhà hay gì đấy, nếu mà bà yêu quý ấy, thì là bà sẽ vui cười. Còn ai mà không yêu quý hay gì ấy, bà ra mà nguyết làm ra mặt luôn đúng không? Đúng rồi đấy. Mà chỉ riêng mỗi em mặt với Bằng Cường là được yêu quý. Bà nhiều khi bà hay bênh nữa. Tại vì có một lần vợ em nói là chồng đi ra đường mà chồng đánh này có vẻ hơi đậm, chẳng hạn đi diễn ấy, đi quay cái gì ấy. Mẹ
Không, mẹ thấy đẹp mà. À, vậy hả? Trời, bà dễ thương quá vậy. Dạ. Thì em cũng có góp ý là đừng có đánh phấn nữa, tại vì nó sẽ hư da. Bởi vì lý do đó thì anh nghe. Vậy bây giờ là mình đã hạn chế luôn hay là mình bây giờ là bỏ hẳn luôn. Bỏ hẳn luôn ra đường, không đánh phấn nữa, trừ khi đi diễn thôi. Đúng rồi. Hay quá. Rồi sao nè, hai đứa giữ gìn cho nhau cho tới ngày cưới luôn hả? Bảo anh là người đầu tiên trong đời mà em nói là anh rất là yêu, anh rất là muốn cưới. Cũng có nhiều dịp thì hai đứa cũng xách tay nhau đi du lịch, đi Nha Trang. Thì trong những cái dịp đó thì cũng có những cái chuyện đó xảy ra. Nhưng mà chỉ khoảng được vài lần thì em tự nhiên kiểu cảm thấy bị lương tâm căng rứt á. Tại vì do là phải đi xưng tội, xong rồi cha cứ kêu là con không được như vậy. Thì tự nhiên em cảm giác bị căng rứt chết rồi, mình tội lỗi quá, mình không được như vậy nữa. Kể sau cái lần đó là em yêu cầu, không phải yêu cầu mà em đề nghị thôi. Em cũng nói là bây giờ thật ra là nếu mà mình làm cái chuyện đó mà kiểu yêu thương nhau thì nó vui vẻ hạnh phúc thì không nói. Nhưng tự nhiên cảm thấy cái lương tâm mình cứ căng rứt á, thì nó không có vui gì hết. Thì mình có thể vì nhau á, để mà mình giữ cho nhau tới ngày cưới được hay không. Nhưng mà anh Cường đồng ý luôn mới ghê chứ. Thôi thì cũng được. Thực ra mà nói tại sao hỏi vậy là tại vì á, Bảo Anh á, nó cứ nghĩ em là chị em bạn gì. Thành ra là thường là cái tâm lý là chứ mình phải thử coi là bạn gì hay là bạn cậu đó. Nhưng mà sau khi xác định là bạn cậu rồi thì là yên tâm rồi. Đó, rồi để tới ngày cưới luôn. Nhưng mà hai đứa trước ngày cưới là có cái trục trặc gì không, hay là trơn tru cho tới cái ngày cưới luôn? Không hiểu sao lại có một vài trường hợp rất là lạ là nhắn tin cho em, gọi điện cho em kêu là chị là dì của anh Bằng Cường vậy. Thì em cũng nói là bạn gái. Thì bạn cứ nói là em cũng là bạn gái của anh Bằng Cường nè. Nói như thật rồi đó. Xong rồi lúc đó em cũng bị dữ như là nổi đoá lên á. Kiểu như lúc đó là em tức á. Em kiểu là chết rồi, mình bị mình chọn sai người rồi. Gặp phải Sở Khanh, ABC các kiểu. Mà cái tính của em thì kiểu là bị bộc trực quá. Rồi ngay lập tức em ra em hỏi. Nhưng mà sau đó anh giải thích không được á. Thì anh cũng kiểu bị bí á. Thì cũng may là trong tất cả những quá trình đó thì có em gái của em. Thì bạn đó bình tĩnh, tại được người đứng bên ngoài lúc nào cũng bình tĩnh. Thì với gọi điện lại cho cái bạn kia hỏi lại là như thế nào, đầu đuôi như thế nào. Thì mới biết được là thì ra là fan thôi. Giống như là cố tình chọc em á. Không phải chọc mà là một cách cũng khá là nghiêm túc đấy. Chứ không phải là chọc đâu. Nhưng mà có thể là người ta không thích em, hay là một cái gì đó có thể là thần tượng của họ, hay em cũng không hiểu nữa. Nhưng mà cái đúng cách của họ, trường hợp đó cũng gặp nhiều. Idol của mình mà đi lấy một người khác thì cảm thấy mình bị mất một cái gì đó, đúng không? Bản thân em bây giờ là thông tin là khán giả biết em có vợ có con rồi, nhưng mà có nhiều bạn cũng vô nhắn tin, cũng comment, cũng tán tỉnh vậy đó. Vậy đó hả? Dạ. Đôi lúc với Hân cũng bị y chang như em vậy đó em. Anh em mình giống nhau ở Cường. Nhưng mà lúc đầu thì em còn kiểu ầm lên, nhưng về sau em bị quen rồi nên là em cũng bình tĩnh lại rất là nhiều. Quen rồi cho nên vẫn ầm ầm. Không hề nha. Thôi bây giờ khoan. Đâu bây giờ vô liền cái kia. Phần thứ hai sẵn luôn là để bảo anh nói luôn nè. Là sau khi làm đám cưới rồi thì em thấy những cái tính xấu nào bắt đầu xuất hiện? Tính xấu mà em không ngờ nhất đó là anh Bằng Cường có rất nhiều khuôn mặt đa dạng ấy. Có nghĩa là anh không phải nhất thiết là một lúc là đóng vai người xấu, hoặc một lúc là đóng vai người tốt, và là có thể tốt xấu lẫn lộn, bị đa nhân cách. Ví dụ cụ thể cái nè. Lâu nay em thấy tự nhiên 12 giờ khuya đi tắm, mà trong khi tắm khuya rất là không tốt, xong rồi một ngày có thể tắm 5-6 lần. Chứ thì ngày hôm sau nguyên cả ngày ở dơ. Nghĩa là có một ngày, có những ngày anh ấy tắm 5-6 lần. Dạ, xong ngày hôm sau có những ngày anh ấy không tắm một lần rồi nào. Rồi mặc cái quần 3 ngày. Nói chung em không xác định được, tới giờ em cũng không xác định được là người sạch sẽ hay là dị nhân. Dị nhân quý tướng. Trước Tết thì vợ em mới mua hai cái bộ quần áo, gọi là hai bộ quần áo đôi. Thế là cái lúc mà bắt đầu em mới chuyển sang ở chung thì là có cái quần sót trong cái bộ áo đôi đó. Thì tối đi ngủ thì mình mới lôi ra mình mặc, hôm sáng dậy thì mình lại cho vào thì mình cất đi, xong là tối hôm sau ngủ mình thấy tiện thì lại lấy ra mặc trời. Thì là kiểu giống như là hôm trước thì nói là sao không chồng cứ mặc cái quần này mãi, thì em chỉ có mỗi cách chống chế là thì tại vì cái quần này là quần của vợ mua đẹp thì chồng thích mặc. Tức là em đang lý giải vụ mà cái quần mặc 3 ngày. Thì giờ em lý giải đi, tại sao một ngày đó em tắm 5-6 lần và cái ngày hôm sau thì em không tắm lần nào? Không phải là ngày hôm sau không tắm lần nào, có nghĩa là mình tắm cái lúc mà vợ mình không để ý. Tóm lại là mình bỏ qua cái này đi. Mà mình sẽ nốt gạch đầu hàng á, là Bằng Cường á là sạch dơ lẫn lộn. Ngoài cái đó là còn cái nào nữa không em? Dạ, anh Bằng Cường là một người kiểu sống kiểu ngẫu hứng, lý quá cầu, lý ngựa ô lắm. Chẳng hạn như đang vui với mọi người á, thì anh sẽ rủ rê mọi người là anh sắp đi diễn rồi, mấy đứa có đi theo anh diễn ngày đó. Nhưng thật ra là anh không cần, anh chỉ cần đi một mình anh là đủ rồi. Nhưng mà anh sẽ kiểu rất là ngẫu hứng. Xong về bắt đầu anh kêu
ừ, lẽ ra lúc nãy mình không nên rủ nhỉ. Ừ, sống theo một cái cảm xúc rất là bản năng, mà vợ thì ví von là ngẫu hứng lý qua cầu cũng được đi đó. Rồi còn gì nữa không nè bà? Dạ, à, về cái tầng ăn uống thôi thì không có ăn uống lành mạnh lắm, không uống bia rượu gì hết, không thuốc lá, nhưng mà rất là thích ăn ăn uống những cái đồ ngọt hoặc là uống trà sữa, cực kỳ mê trà sữa luôn. Cái thời gian mới đầu mà mới quen em á là ngày nào cũng 5-6 ly trà sữa xách qua. Rồi. Trời. Để không những là mua cho anh mà mua cho cả nhà, xong ép mọi người uống. Uống đi một tí có sao đâu, uống đi uống đi. Xong đến một nỗi mà mẹ em kêu là thằng Cường qua đây không không cho nó mua trà sữa, nó không được mua trà sữa nữa. Là ngăn cấm. Một tuần đi ăn sushi 4 buổi như kiểu trí não bị quên hay gì á. Lần nào đi ăn với em cũng kêu là trời, lâu lắm rồi vợ chồng mình ăn sushi nhỉ, nhưng em nhớ lại hình như mới 3 ngày hay 2 ngày trước là mới ăn. Ôi là... đạo sushi hả? Hoặc là một cái món gì mà anh thích á, là anh sẽ tự bào chữa cho bản thân anh là trời, lâu lắm rồi mình mới ăn món này, hoặc là lâu lâu mình mới ăn món này, chứ có phải là nhiều nhặn gì đâu. Hoặc là những cái món mà em cảm thấy là nó hại cho sức khỏe mà em không cho anh ăn á, anh sẽ nói với em cái kiểu như vậy. Bạo biện á, tìm cách để bạo biện. Vậy thì bây giờ em mong muốn anh thay đổi điều gì nhất? Những cái tật đó thì em nghĩ là cũng khó để thay đổi, thì anh cứ giữ đi. Nhưng mà cái tật em còn chưa nói, em mong muốn em thay đổi hơn ấy, là anh này anh rất là không bao giờ xin lỗi em trước. Có nghĩa là ngồm một cục xong rồi mặt hầm 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 á, nhưng mà mắc cười lắm. Có nghĩa là em bỏ đi thì anh cũng sẽ đi theo em, em ngồi đâu thì anh đi theo đó. Em kêu là thôi mình không ngồi đây nữa, mà qua bên kia ngồi. Anh kêu là tại sao vậy, phải ngồi đây để nói chuyện cho xong nữa, mà nói chuyện gì thì là im. Em mong muốn là đàn ông thì nên chủ động, và nhất là trong cái việc gọi là xin lỗi cũng đâu có mất mát gì đâu. Thực sự em có tin không, ví dụ nè, tự dưng em nhận lỗi về mình cái tự nhiên vợ em á thấy là thế trời, như lỗi của mình á, tự dưng vậy đó. Cái tâm lý đó phụ nữ ngộ lắm em. Cái đó là tâm lý thiệt đó nha em Cường. Chị nói nghiêm túc đó. Cảm ơn cô vì hôm nay đã nói lên nỗi lòng. Tự nhiên có những cái chuyện mà rõ ràng là mình không có sai, mà tự nhiên là chồng phải học cách là chồng phải sai, thì cũng đã học rồi nhưng mà nhiều khi không học được hết bài. Nãy giờ là kể tật xấu của Cường nhiều lắm rồi nè. Bây giờ quay qua tật xấu của vợ là cái gì? Đó, đúng rồi đó, tới em đó Cường. Thì vợ em chỉ có mỗi cái là tốc độ bao giờ cũng nhanh hơn mọi người trong nhà, bất kể là ai trong nhà, từ mẹ đến em gái. Bây giờ đến em là làm cái gì ấy, là làm nhanh lắm, nhảy số nhanh quá, nhanh quá cho nên đang nói mà chồng ơi chồng làm này đi, nhưng em vừa mới bấm này để chuẩn bị làm, à còn cái này nữa thì tức là mình đang làm được nửa này để sang kia, à, còn cái này nữa thì là cứ một hồi nó đưa em đi lòng vòng khắp nơi, mà cuối cùng em vẫn chưa làm được xong cái việc nào. Có lẽ là cái người rất là lo xa, nhưng em bảo là lo xa là cũng tốt, nhưng mình phải cho xong cái việc nào ấy thì mình làm cho nó tròn thì mình sẽ đỡ bị quên. Em là bị chậm, nghệ sĩ quá, làm gì nó bị cà rề nó cứ lâu, nhưng mà cũng phải nhờ bảo anh thúc thì em cũng làm được tròn hơn và nó nhanh hơn ngày xưa rất là nhiều. Ai mà làm cái gì mà không theo cái kế hoạch của bảo anh sắp xếp ấy thì bảo anh sẽ gọi là dồn mọi người làm nhanh, mà mọi người làm không kịp ấy thì bắt đầu là có la lên, tại sao làm lâu thế, sao như này, chồng phải như thế này này, chồng phải như thế này này, hoặc là em phải như thế này, có nghĩa là bị nhanh quá. Những lúc mà Cường làm không được á thì bảo anh có tỏ ra nóng tính gắt gao có chịu gì không? Có nói qua nói lại một chút thì là bằng Cường sẽ ì ra luôn, bảo tôi kệ, bây giờ mà muốn chồng nhanh thì chồng chỉ được đến đây thôi, có nghĩa mình cũng chí phèo ra. Kệ. Em mong muốn thay đổi điều gì nè? Em cũng không biết. Vì trời sinh mỗi người một tính, nếu mà bảo thay đổi thì rất là khó. Rồi thôi, chương trình cũng rất cảm ơn Bằng Cường với lại Bảo Anh nha, hai bạn đã đến tham gia với chương trình và đem những cái gọi là những cái điều rất là đáng yêu cho chương trình ha. Rồi cảm ơn hai bạn nhiều. Em tên là Nguyễn Quốc Trung, năm nay em 35 tuổi. Em là nhân viên lập trình công ty phần mềm ở Tân Bình. Em chào chị Hồng Vân, chào anh Quốc Thuận, chào quý vị khán giả. Em tên là Nguyễn Thị Kim Thanh, năm nay em 30 tuổi. Em là nhân viên văn phòng và đang sinh sống và làm việc tại Thành phố Hồ Chí Minh. Trung ơi, Trung nói cho anh biết đi, em gặp cô ấy lúc nào? Dạ thì cũng tình cờ anh, em gặp cô ấy là ở quê của em. Quê em đâu? Dạ quê em ở An Giang, vợ em là ở Bình Dương. Tết đó anh chị, là vợ em mới đi xuống tìm em. Trước lúc gặp anh Trung á là em đã nghe thím nói sơ về rồi. Nói là tao có một cháu chồng này, nó giỏi mà nó dễ thương lắm, để tao làm mai cho. Cái em nói thôi không thèm đâu. Thế là tự nhiên cái năm đó đi á, thấy vừa thấy cái bóng ông này là mình nói trong bụng, trời ơi, đừng nói cái thằng cha này là cái người mà thím để mà chị Hòa định làm mai cho mình nha.
thôi cái này liền ra đường còn thèm nữa. Trời ơi. Lúc đó cái Tú ổng thấy ghét lắm anh, bận quần tà lõn lửng lửng rồi cái áo phông mỏng mỏng, rồi mang đôi dép lào của mấy ông già hay mang á, rồi mặt thì đeo mắt kiến mà đi nghỉnh nghỉnh vậy nè. Cái em nhìn em nói trời ơi, cái thằng cha nội này hách dịch cũng không thích xíu nào đó. Rồi sau cái lần đó hai người có gặp nhau để nói chuyện không? Thì ăn xong rồi dắt chưa á chị, cái mình mới đi về thành phố. Rồi bà xã em thì đi về Bình Dương. Bà xã em mới đặt xe cha đò. Còn em thì em đi xe Honda với chú thím. Thì lúc đó sáng bữa đó là do xui cái là em đi mua bảo hiểm á, cái người ta tặng em cái nón bảo hiểm. Cái em đem cái nón bảo hiểm lên xe luôn. Cái thím em mới điện cho vợ em bây giờ hỏi xe chạy chưa, cái vợ em nó chưa có chạy. Cái thím em mới năn nỉ nó thôi mấy chạy đi rồi rước nó chạy đi. Rồi lúc đó là em đồng ý leo lên xe đội cái nón bảo hiểm mới luôn. Dạ. Lúc đó trong đầu em nghĩ trời ơi, ông nào cũng kết mình nè, nên cũng đem sẵn cái nón bảo hiểm. Nhưng mà em đâu biết là bảo hiểm tặng cho ông đâu. Vậy đó hả? Có số điện thoại nhau không? Dạ không. Rồi sao gặp lại nhau? Vậy bao lâu mới có tình cảm trời? Yêu nhau là bao nhiêu lâu? Dạ từ khi mà hai con mắt thấy nhau cho tới đám hỏi là khoảng 8 tháng. Lúc đó là em đăng ký đi học văn bằng 2 ban đêm á. Thì tối hôm đó em đang học, cái em thấy một tin nhắn hỏi là hôm nay Thanh có đi học không? Anh là Trung nè. Cái em á, hả? Tự nhiên nhắn lại cho mình chí trời. Rồi sau này em mới hỏi, ủa sao anh có số em hay vậy? Sao? Có bà thím cho đúng không? Dạ đúng rồi anh. Đó này đó cũng hay nè. Rồi sau cái lần mà nhắn tin lạc lối đó đó thì là bao lâu thì chính thức yêu nhau nè? Dạ 3 tháng. 3 tháng sau luôn á hả? Mà đi uống cà phê với nhau á, ngày đầu tiên gặp anh chẳng nói gì đâu, chỉ có một mình em nói thôi à. Nhưng mà cái bữa cà phê đầu tiên là ai trả tiền? Dạ em trả tiền. Ít lắm chị. Bao nhiêu tiền em? 24.000 chị, suốt quãng thời gian quen em luôn á. Một tuần là chỉ 24.000 thôi, cứ em líp tông ổng trái dừa tươi là 24.000. Một cái chuyện tình mà ít hao tốn nhất cá luôn á, từ lúc mà tỏ tình đến lúc mà quen được luôn là chỉ cần là tôi cá luôn là không tốn một quầy dừa. 5 tháng đúng không, mà trừ đi hết 3 tháng rồi là có 5 tháng thôi. 5 tháng mà một tuần là đi cà phê mấy lần? Dạ một lần rồi chị. Một tuần lần là lần tháng 4 lần. 4 chai dừa là 24.000 mà nhân lên. Trời đất ơi. 48 nhân đôi là nhiêu? 96.000 mà 96 nhân lên 5 tháng. Trời chưa tới 500.000. Chưa tới 500.000. Trời ơi, chị mình đỡ hao trời. Giờ em nghĩ là em thấy giá em rẻ. Thì cái là chưa tới nửa triệu nữa. Trời đất ơi. Rồi khi mà yêu nhau rồi á thì là có ghen hờn gì không? Ai là người ghen? Ghen chắc con mình em đúng không? Sao? Ông? Em ghen giống bộ ổng, bộ ổng hay say nắng người ta lắm sao em ghen? Trước em ảnh cũng có cái mối tình sâu đậm lắm đó chị. Tức là gần tiến tới hôn nhân luôn rồi đó. Từ khi mà em lớn lên đó là tới 25 tuổi luôn là em muốn quen hết trơn á. Ổng là người nắm tay em đầu tiên, hôn em đầu tiên, cái gì của em cũng là đầu tiên. Vậy mà có 500 ngàn. Nó này quá trời quá đất thiệt á. Cái em giận, em nói tại sao ổng không phải là em, là không phải là đầu tiên của ảnh. Cái mỗi lần nhắc tới cái em giận, có khi á ổng ít có hát lắm chị. Mà ổng cứ nằm cái hát ra bờ sông anh hẹn với em, mai mốt đây anh đưa cao trầu này kia đó chị. Cái em mới hỏi anh nhớ ai vậy, anh nhớ chị nào dưới quê vậy. Thế là em cứ chống nạnh lên em hỏi anh nhớ ai vậy, anh nhớ người yêu cũ anh hả, chị nào vậy, nhớ hả, tôi đây nào không nhớ nhớ ai vậy. Lại cứ mà ổng này chọc tức em lắm chị. Cứ mỗi lần ổng muốn gì cái ổng hay hát ra bờ sông anh hẹn với em mà chẳng hẹn ra cái bài hát mà không biết nữa. Dạ cái bài đó là cái bài chợ mới bài tủ của ta, bài tủ đúng rồi, bài hát câu nghe coi hát. Dạ, em hát ở đây đi yên tâm, mà không nghiền đâu. Ra bờ sông anh hẹn với em, mai mốt đây anh đem cao trầu, nhờ người xe duyên tình ta em cho nên yên lòng, anh đã thưa cùng mẹ cha. Đó. Hát gì mà không nghe được, mà tôi đây không hát. Ra bờ xong anh hẹn với em, mặt mắt liếc nhìn giận nghe. Em hồi nãy em có nói cái gì cũng ảnh cũng là người đầu tiên dành tặng cho em đúng không? Yeah. Nắm tay rồi hôn rồi cũng là người đầu tiên của em. Vậy thì cái đêm tân hôn chắc chắn là nó sẽ rất là ly kỳ phải không?
Dạ, tại trước đám cưới á, mấy chị trong công ty cũng có mấy bạn xem tuổi em đám cưới rồi người ta cũng kể, rồi người ta cũng tặng cho em một cái váy ngủ màu cà rốt cũng đẹp lắm anh. Thế là mình cũng nghĩ à tới đêm đó mình cũng bận này kia rồi. Mà người ta thường bảo là đàn ông người ta trông chờ giây phút đó lắm. Thế là em cũng nghĩ ông này giống vậy. Thế là tối đó em cũng bận vô cũng đẹp lắm. Đứng ra kêu anh ơi đi ngủ đi anh. Cái ổng nói từ từ đi, hỏi vừa làm gì anh? Thôi mình kiếm tiền trước đi. Không làm ăn trên chân luôn. Dạ thì cũng nói có, chung cũng có làm ăn mà lúc đó mệt quá tiền nó đến hồi cái nó bị quay á, cái cũng có làm nhưng mà cũng chụp, có phan nhau cũng, trái cũng, được. Rồi giờ lấy nhau về được bao nhiêu lâu rồi? Dạ em với ông xã em lấy nhau khoảng 5 năm rồi. 5 năm em dạ. Tụi em làm mấy bé rồi? Dạ 2 bé rồi. Mà bắt đầu có tính xấu lòi ra đúng không? Dạ đúng rồi. Nhiều không em? Dạ trong mắt em thì chắc nó không nhiều nhưng mà cái tật xấu đó nó hơi lớn. Rồi khui đi em. Khi mà sanh bé thứ hai á là em dời về thành phố em sống. Thì bên ngoại bên nội thì cũng bận việc, đâu có ai phụ mình chăm con đâu. Chỉ có một mình em với hai đứa thì em phải nghỉ làm để em chăm. Thì cái giai đoạn đó là cái giai đoạn gọi là khủng hoảng nhất của em luôn, là ở nhà. Rồi một mình ông xã em gánh vác kinh tế. Có một lần ảnh về tháng đó là hai đứa con em bệnh hoài, chị nó nhỏ nó bệnh hoài. Mới thăm tiền, ảnh về ảnh mới hỏi em tại sao tháng này bị thăm tiền. Em nghĩ là một câu hỏi bình thường, không bao giờ em nghĩ nó sâu sắc gì đâu. Cái em mới nói thì đó hai đứa con bệnh hoại em thấy ha. Thì em cũng giải thích phân trần. Nhưng mà khi mà anh lặp đi lặp lại một câu nói tới 3-4 lần thì tự nhiên em tự ái lắm chị. Lúc đó chưa khi nào mà em giận ảnh như lần đó, không hề nói nhau tiếng nào hết chị. Thì khoảng 2 ngày sau là ảnh năn nỉ em. Ảnh đi theo ảnh năn nỉ, nhưng mà lúc đó cái tự trọng em nó, cái tự ái em nó bị xúc phạm dữ dội lắm, em không chịu được. Cái thế là ổng năn nỉ hoài không được, cái ổng đuổi em đi luôn. Ổng bảo là bây giờ em không cần anh nữa thì em đi đi, em muốn đi đâu em đi đi. Thế là em đang cho con bú, em cũng chẳng nói. Lúc đó y như là mình chán, từ trong cái tư tưởng mình chán ra rồi, không muốn nói gì nữa hết. Anh muốn nói vậy nói kệ anh. Thế là em cho con ăn uống xong, bắt đầu em đi lên lầu, em lấy vali em bỏ quần áo vô, em lấy móc đồ theo hết, em bỏ hết trong vali vậy đó. Thì khoảng 15 phút sau là ông xã em chạy lên, hai con mắt ổng đỏ như hai trái gốc vậy, mà ổng rưng vậy chị. Ổng chạy lại cũng ôm em, cũng bảo là em ơi đừng có đi, anh cần con với em lắm, em đừng có đi. Là lúc đó tự nhiên em y như một cái bong bóng mà bị nó căng lên mà người ta chích đó, đó hả, em vỡ òa luôn chị. Em khóc mà em phải thét lên luôn. Trời ơi, là em càng thét là ổng càng ôm em. Lúc đó là thật sự là cái em giận nhất ổng trong 5 năm đó. Chồng em chỉ có mỗi một cái điều đó làm cho em bị tổn thương, làm cho em bức bối thôi đúng không? Đúng rồi. Chuyện đã xảy ra lâu rồi. Thôi delete luôn đi. Xóa đi luôn. Ổng có lãng mạn không? Dạ không chị. Trong quá trình yêu em không có gì gọi là lãng mạn hết trơn á. Rồi tối ngủ thì ổng có gác tay để cho em gối đầu không? Dạ không đâu, ổng ngủ càng xa em ổng càng bụng. Em buông theo ổng thì ổng lại đẩy em ra. Tủm tỉm cười hả? Bây giờ Trung, bây giờ cô ấy có tật xấu gì không? Cô ấy thì tật xấu là hay khóc. Với lại con cái em thích là tối ngủ cứ bắt em ôm được. Đó đâu phải tật xấu đâu. Dạ, tại vì em ngủ mình quen rồi á. Cho nên là có ai mà nằm kế bên đụng em cái là em ngủ không được. Có nhiều. Ủa là mấy năm luôn, từ lúc cưới nhau về tới giờ luôn dạ. Dạ. Rồi còn gì nữa? Tính em á là ví dụ như mình nói em dọn dẹp nhà đi là phải làm liền. Chứ không có mà nói để em xúc em làm này xíu làm kia xíu. Em không thích vậy. Cái thôi mình làm luôn, mình cự lộn hai chồng nghe lộn hoài. Bây giờ mong muốn thay đổi điều gì nè Trung ơi? Dạ em mong muốn thì vợ em là em dụ như em kêu em làm gì đó thì làm liền cho làm em. Liền. Làm liền. Không từ từ nữa. Dạ. Còn gì nữa không? Tối ngủ thì đừng kêu ôm nhiều quá, đừng có thôi bây giờ không ôm nhiều nhưng mà ấy sao xong rồi thôi đúng không? Xong rồi mạnh ai ngủ đúng không? Rồi thế em mong muốn Trung thay đổi điều gì? Dạ ông xã em thì em chỉ mong ảnh là suy nghĩ đơn giản mọi thứ thôi. Cái gì ảnh cũng suy nghĩ nó sâu xa quá thì nó sẽ nặng. Mà cái nghề của ảnh là cái nghề lập trình đó chị, nó đã rất là nặng đầu. Cho nên em chỉ mong ảnh là đơn giản hóa mọi chuyện. Cái thứ hai là đôi khi ảnh sẽ có những cái biểu hiện lãng mạn xíu.
Dạ đúng rồi, làm cho em có cảm giác ảnh còn thương em. Chứ cái đó là đúng đó, cái đó là đúng nha, cái đó là quan chị, trọng chị biết đó. Không, từ khi cưới em tới giờ tặng em đúng duy nhất một bông hồng héo thôi đó, mà cái đầu nó còn gục xuống vậy nữa, là duy nhất một lần đó tới giờ thôi á. Không, chị nghĩ là cái phần mà vợ em đề nghị là em làm cái sau đi, còn cái phần mà kia kìa là khó lắm á, tại cái đó là bệnh nghề nghiệp em ơi. Lập trình viên mà đâu đó rõ ràng, thành ra là cuộc sống cũng vậy, phải nghĩ trước, nghĩ sau, nghĩ xa, nghĩ gần. Thì cái đó chắc khó bỏ lắm, nhưng mà bỏ phải bỏ cái sau, phải cho vợ cái cảm giác lãng mạn. Dạ thì em suy nghĩ là mình thương là mình hành động thôi, mình giúp vợ những cái công việc hàng ngày. Đúng rồi. Phụ nữ yêu bằng cái lỗ tai. Em phải nói ra, em đừng có để trong trái tim, mất mát gì cái lời nói, đúng không nè Trung? Đó, vợ xin đó, đó cũng hành động đó, nhưng mà bây giờ nói thêm câu đi. Tôi không có nghe, tôi không có thấy gì đâu. Em à, thương em lắm, đừng khóc. Thôi hôm nay lên đây nói chung là cũng đã bày tỏ được hết tất cả những tình cảm của vợ chồng với nhau rồi. Lời nói đâu có mất tiền mua đâu. Nói rồi bây giờ hôn cái đi. Đó, hôn cái đi rồi không dòm nữa. Tôi không thấy cái gì hết trơn nè. Rồi, cảm ơn hai em. Em tên Trần Bình Nguyên, 39 tuổi ạ. Hiện tại công việc em làm là em làm bên kinh doanh. Kinh doanh tại nhà hay là mình kinh doanh cho em, mình buôn bán cho ai? Kinh doanh tự do là bên cái bất động sản ạ. Em mua vào và bán ra. Vậy. Dạ em chào anh Quốc Thuận. Đúng chào rồi. Chị Hồng Vân ạ. Em tên là Lê Thị Thoa. Hôm nay em 33 tuổi, công việc hiện tại của em là nội trợ với ở nhà chăm con ạ. Vậy hả, sướng ha, không phải đi làm gì luôn, chồng nuôi hả? Dạ. Trời ơi, sướng. Thôi bây giờ chúng ta quay ngược thời gian lại đi. Bây giờ kể cho Quốc Thượng nghe với chị Vân được biết cái mối tình của các bạn, cơ duyên nào mà hai bạn gặp nhau. Đó. Dạ thì ngày hôm đó thì em đang thất nghiệp. Nên là em ở nhà lên một cái chương trình mà tham gia những cái người mà họ trong nhóm tìm kiếm qua mạng á. Nhưng mà em đăng ký cái hồ sơ em trên đó. Rất là nhiều người gọi cho em, nhưng mà chồng em là người gọi cuối cùng. Thì nhiều người gọi nhưng mà em không có đi gặp mặt, em cũng không có liên lạc, nói chung là em nghe qua điện thoại thôi, nhưng mà em không có cho cơ hội để gặp. Thì rất là nhiều người gọi và em cảm thấy nó phiền phức. Nên là em tính là đang lấy cái, em đang rút cái hồ sơ đó xuống. Nhưng mà cái thời lúc đó thì chồng em là người gọi cuối cùng ấy. Nên là anh cũng không có nói qua là anh tìm em ở trên cái chương trình đó. Nhưng mà anh chỉ là bảo là anh muốn xin việc ở công ty, anh cần sự giúp đỡ ở em. Ủa sao là... kỳ vậy? Khổ nhục kế đó em. Dạ anh mua kế đó có chiêu có mua kế hết đó em. Không, ơi nhưng mà anh đang muốn hỏi anh đang chưa hiểu là tại sao em lại cho một ân huệ cho một cái người cuối cùng mà em tiếp chuyện với dạ không này. Cái lúc đó thì nhiều người gọi, họ bảo là họ tìm thấy cái số điện thoại em ở trên đó. Thì em cảm thấy là em cũng không, lúc đó em cũng không có muốn gặp hoặc là thông qua cái chương trình đó. Mà chồng em ấy thì là không có nói là anh tìm thấy ở trên đó. Chồng em chỉ là bảo là anh cần sự giúp đỡ chở che, cần sự giúp đỡ cần để xin vô công ty là như vậy đó. Dạ. Coi như là bạn xài cái chiêu đó là bạn cố tình hay là bạn thực sự bạn muốn đi xin việc. Tức là em hiện hồi đó em cua vợ em là hiện tại cái công việc của em cũng như bây giờ. Em đi xe hơi rồi em liên lạc cái điện thoại. Nhưng mà giả danh là em cũng không nói là đi xe hơi nhà lầu xe hơi gì hết. Em chỉ điện thoại là biết bạn làm công ty, thì em bảo anh đang thất nghiệp, anh có bộ hồ sơ có gì em làm công ty nào hỏi bên đấy có tuyển người giúp anh cái. Đấy cái mục đích của em là em chỉ mong gặp mặt thôi. Cái em xài chiêu mà đúng không? Dạ. Đó. Hay quá. Đấy. Vậy thì á, em có nhìn thấy hình ảnh của Thoa trên cái chương trình đó hay không? Em có kiểm tra rồi nhìn thấy hình ảnh hết rồi em là đã thích rồi đúng không? Dạ. Ấn tượng đấy, với ngoài hình ảnh luôn. Nhìn xong mới dùng chiêu đúng không? Dạ. Sau đó như thế nào? Thoa có bố trí sắp xếp gặp ảnh không? Dạ không ạ. Cái thời gian đó thì anh có gọi điện rủ đi uống trà sữa nhưng mà em không đồng ý ạ. Thì em nghe qua cái giọng nói là ở Thanh Hóa là em không có thích lúc đó. Dạ.
thì em chỉ thích những giọng nói miền Nam hoặc là miền Trung như em thôi. À, thì lúc đó em không anh xin là qua để mà mua cái ly trà sữa đem qua để mục đích là gặp em thôi, nhưng mà em từ chối ạ. Em không, nó cứ đến chủ nhật là anh biết em là nghỉ, hôm đó là nghỉ, là anh cứ gọi điện rủ đi uống cà phê, nhưng mà sáng thì em cũng tìm mọi lý do để từ chối ạ, nên là em không có gặp trong không chắc là tầm hơn một tháng ạ. Chỉ là nhắn tin rồi liên lạc vậy thôi, chứ em cũng không cho gặp. Chưa cho gặp luôn. Rồi bằng cách nào mà em gặp được bạn này? Đúng rồi. Trong cái trò chuyện nhắn tin qua lại á, em còn kể cái tình trạng của em, cái sự tình của em. Năm nay em phải lấy vợ. Qua năm là không có được. Nên em sẽ suy nghĩ cách gì nhanh nhất để có thể được gặp cô ấy. Đủ thứ lý do. Rồi hôm nhân tiện là anh chị, có hai chị gái với mấy cháu vào chơi á. Em nói đi, bảo anh có mấy hộp quà gửi về cho các cháu và ba. Em mua mấy hộp yến thì bảo đồ ở đây, địa chỉ ở đâu để anh chạy qua anh gửi gái rồi về, anh còn lo việc làm đám giỗ cho ba em á. Sau không biết sao cô mở lòng thương hay sao á, rồi cô cho cái địa chỉ rồi em chạy tới. Em ngồi khoảng 15-20 phút gì trò chuyện với anh chị với mấy cháu rồi với Thoa cả nhà em biết. Biết rồi em để hộp quà đấy rồi em chào mọi người rồi em về. Hôm đấy, từ hôm đấy bắt đầu thân nhau rồi. Cô ấy cởi mở hơn đúng không? Nhưng mà cái lần đầu tiên em gặp ảnh ở ngoài đời á, em thấy ảnh sao Thoa? Dạ cái thời điểm đó thì em gặp anh là thấy chưa có cái ấn tượng gì, gọi là anh lúc đó thì người đàn ông mà sao mà gầy lắm. Nói chung là cái thời điểm đó anh gầy lắm, gầy rồi. Chỉ là ấn tượng nhất là cách nói chuyện với lại cái gọi là nhìn anh cũng có vẻ tử tế, người là thuộc người tử tế. Dạ, nhưng mà với lúc đó thì em cũng chưa có ấn tượng đâu, nhìn anh gầy lắm chứ không phải như bây giờ. Còn Nguyên thì sao, gặp ở ngoài đời thì thấy cô ấy như thế nào? Ban đầu gặp em gặp qua hình ảnh thì nó khác rồi, gặp thực tế nữa. Em mới nhìn từ đầu đến chân, nhìn vòng nào ra vòng đấy, nhìn ngon quá. Ngoài đời là còn ngon hơn trong hình nữa, đúng không? Đó là về là cái thao thức luôn đúng không? Là quyết định là phải tấn công. Đó, và sau đó bao lâu mới là chính thức quen nhau? Em mất bao nhiêu hộp yến nữa? Mất thêm hai hộp nữa. Ôi, hai hộp rồi sao nè? Sau ấy rủ cô ấy đi chơi. Buổi tối là rủ đi chờ cô đi làm, cô đi làm công nhân ở công ty á, em chờ đi làm về rồi em rủ xuống thành phố mới ở Bình Dương. Đi ra công viên rồi đi ăn uống rồi đi chơi ở đấy. Tạo cái tình thế cho có hai đứa mà ở quanh quanh nó cũng có người nhưng mà nó không có đông. Cảm tạo cái không gian lãng mạn hai đứa ở công viên ấy. Rồi em nắm tay xong em bảo anh thích cổng em, em muốn được cổng cô ấy. Sau này em cổng cô ấy. Ủa lãng mạn quá. Cho cổng luôn. Em cho cổng luôn. Dạ, lúc đó thì anh bảo là anh cổng thử là cổng được hay không, tại vì lúc đó anh gầy hơn em ạ. Nhưng mà cổng đi xa không? Dạ không, chỉ có cổng lên hạ xuống thôi. Là cổng dụ á, dụ là cổng không, cổng xem là có cổng nổi hay không. Đó. Rồi. Chú này là chú xài chiêu rất là nhiều. Rồi bây giờ nè, đó là cổng. Rồi bao lâu thì mới có nụ hôn đầu tiên? Hôm đấy là cổng đi rồi đi dạo, em chỉ hôn lên tóc rồi. Không hôn lên tóc chứ hôn lên má. Hôn lên tóc thôi chứ không có dám vào kia. Bao lâu thì mới sử dụng cái chiêu trò gì đó để mà được hôn môi cô ấy? Khoảng 10 ngày sau. Em dẫn tới nhà em rồi, hôm đấy mẹ lại đi chơi xa. Có mình em ở nhà, em dẫn cô ấy sang nhà. Sang nhà xong rồi em dẫn lên sân thượng. Ở cái sân thượng thì nó mát lắm. Mát cây cối tầm đấy, nhân cái dịp đấy em hôn cô. Rồi cái gì tới thì tới là tới luôn á. Nhưng mà lúc đó là em đã thích bạn này chưa? Dạ thì lúc đó cũng hơi ạ. Hơi thích nên là em cũng đồng ý về, luôn về để xem tình hình thế nào. Dạ. Mà tình hình gia đình ảnh sao? Dạ lúc đó thì về thì chỉ có anh với mẹ anh là ở trong nhà đó thôi, mà lúc đó thì không có mẹ ở nhà. Chỉ có mỗi mình anh thôi. Mà trước đó là giả bộ nói với em là dắt về để gặp mẹ đúng không?
Dạ không, chỉ là có nói là nhà không có ai ở nhà không? Dạ không, chỉ là bảo là qua nhà anh chơi đó. Qua nhà anh chơi thì cứ thì trong đầu em nghĩ là phải qua để gặp mẹ đúng không, thế nào cũng có người đúng không? Dạ. Lại chiêu nữa đó. Nhưng mà là nguyên là bữa đó là cố tình xài chiêu trò để mà mời cô ấy qua, nhưng mà biết chắc là mẹ đã đi rồi. Đúng rồi, mẹ đi rồi mời qua mà đã vậy còn mời lên sân thượng đó. Vừa mát mẻ vừa cây cối tùm đó. Nhưng mà đây có phải là người yêu đầu tiên của Nguyên không? Không ạ. Thứ ba. Thứ ba. Hèn gì chú có nhiều mưu, nhiều mưu kế. Còn Nguyên, còn Hoa thì chắc Nguyên là mối tình đầu hay sao? Dạ không ạ. Em cũng, anh cũng là người, nói chung là thích thì cũng có thích vài người, nhưng mà để quen lâu thì chỉ có một người và anh là người thứ hai. Nhưng mà Nguyên thì sao? Có nghĩa là lúc mà quen Thoa đó thì cái tình trạng của em là như thế nào? Đó. Tình trạng của em, hoàn cảnh của em nó phức tạp lắm. Ủa, phức tạp? Dạ. Là sao? Em xảy ra một lần hôn nhân rồi, có cả con nữa. Có cả thằng cu này, bây giờ em vẫn lo cho con. Thì nói chung là trải qua một đời vợ, Thoa lấy em bị thiệt thòi nhiều lắm. Tức là sau này Thoa mới biết, hay là cái ngày mà dẫn Thoa tới nhà, mà cái ngày mà dẫn lên sân thượng đó? Trước khi xảy ra cái chuyện đấy, em nói với Thoa. Rồi Thoa nói, thậm chí cái nhà cái cửa đấy em còn nói với Thoa là cái xe là xe của anh. Nhưng mà anh đang còn nợ ngân hàng mấy trăm lận. Còn nhà là em nói là của bà chị bên nước ngoài. Chỉ cho anh ở thuê, ở nhờ thôi để trông coi, chứ không phải nhà của anh. Thì khi đấy Thoa mới nói là em không cần gì cả. Chỉ cần gần anh, phải có anh là được. Em mới cảm động, xong rồi mới bắt đầu tiến hành sâu hơn. Như em không có Nhưng mà cái việc mà em, hoàn cảnh của Nguyên á, là có vợ, có con, con riêng rồi đó. Thì bên gia đình của Thoa thì bao lâu thì mới biết được cái việc đó? Và khi biết thì có cản không? Dạ thì lúc em quen anh thì nói chung là em không cho ai biết hết. Hai vợ chồng em giấu giấu bên gia đình em, tại vì nói chung là cả một cái dòng họ của em là không có ai mà kết hôn gọi là người ấy sau cái ạ, nên là em giấu đến khi mà nhà, đến khi gần đám cưới gần đám cưới là nhà mới bảo là làm giấy đăng ký kết hôn ở ngoài quê đó, nên là em mới bảo thôi để vào đó đăng ký kết hôn, thì mọi người mới bảo là thấy có một cái gì đó giấu họ, nên là họ mới hỏi ra, thì em cũng nói luôn là anh là như vậy. Mọi người cũng bảo là thôi thì cũng không sao. Có sao đâu, vấn đề đó bây giờ. Mà cháu là ở đây hay là ở ngoài Bắc? Cháu ở đây ạ. Ở đây. Là ở với Nguyên. Cháu thì ở với mẹ. Ở với mẹ chứ, nhưng mà ở chung gần, ở trong thành phố Hồ Chí Minh luôn. Ở Dĩ An. Giáp với thành phố. Rồi, coi như là tính từ cái ngày mà ở trên sân thượng đó. Trên sân thượng mà mẹ đi vắng nhà đó. Và có nụ hôn đầu tiên, và chuyện gì tới nó cũng tới luôn. Là tính là cái ngày đó luôn đúng không? Rồi sau đó rồi có về, thấy hoàn cảnh tội nghiệp quá, có về sống chung với ảnh không? Dạ thì sau cái thời gian đó thì anh có đưa em về quê em để mà ra mắt anh chị ba mẹ ở ngoài quê. Dạ thì sau đó thì mọi người cũng đồng ý, bảo là rồi xem ngày để mà tiến tới hôn nhân. Thì đã định ngày rồi, nên là anh bảo là thôi về sống với anh rồi đỡ phải chi phí này kia. Thì đã định ngày rồi, nên là em cũng dọn về sống chung với anh, là chắc tầm khoảng 3 tháng là tụi em tổ chức đám cưới. 2019 tới giờ đó. Là như vậy là cưới cũng được 2 năm. 2 năm 3 tháng. Ừ, 2 năm 5 tháng. Nhưng mà về gia đình bên vợ, thấy gia đình bên vợ có dễ gần không, có mọi mình người... có dễ hòa nhập không Nguyên, hoặc là trước khi về chú có tính một cái chiêu trò gì đó để về bên vợ không, có lập mưu tính khi kế về gì không? Là em muốn biết mọi người ở bên gia đình vợ họ như thế nào, hay là vợ mình có cái tại sao cũng lớn tuổi rồi mà gia đình, hay có con cái gì hay không, là cái đấy là em mong muốn về để em chắc chắn cái vấn đề sau này lấy vợ. Về ngoài đấy em để cho em cái cảm giác nó tuyệt vời lắm. Anh chị hay là bố, mọi người lành với hòa đồng lắm.
Quê ở đâu? Ở đâu? Ở Phú Yên chị. Phú Yên là giáp với Bình Định. Mọi người chịu thương chịu khó. Ngoài đấy cái khí hậu nó mát trung, mẻ. Tình cảm gia đình nữa. Dạ. Về đấy có cái gì là đãi rẻ tương lai hết ạ. Và đây là quyết định là cưới luôn. Vâng, vâng. Thế tốt rồi. Như vậy là lấy nhau được 2 năm rưỡi rồi. Dạ. Thằng cu thì được 2. Bé gái là bé được 2 tuổi. Được 2 tuổi. Ôi. Vậy là em là nếp tẻ có đủ rồi đó đúng không? Dạ. Ủa nhưng mà là đám cưới sớm như vậy là có khi nào bác sĩ báo cưới không? Không ạ. Là để dành đúng không? Dạ. Để dành cho sau này cưới rồi mới tính tới cái chuyện có con. Đúng chưa? Vâng. Rồi. Thế còn thế hai đứa về sống với nhau thế có anh ấy có nhiều tật xấu không? Dạ thì tật xấu nói chung thì anh cũng là người chững chạc rồi cũng thành đạt mọi thứ cũng hoàn hảo nhưng chỉ có mỗi cái là nghiện hút thuốc lào đấy ạ. Hút thuốc lào mãi thôi. Giống Bằng Kiều tới bây giờ cũng không thể nào bỏ được điếu thuốc lào. Bằng Kiều chắc trong rương là bao giờ cũng có cái điếu cày. Trời ơi. Sáng là hút thuốc, ngủ dậy là đi hút thuốc liền. Nhưng mà hút thuốc là né con rồi đúng không? Dạ, đi xa. Dạ. Đó, phải ra ngoài. Rồi xa. Ủa nhưng mà nghiện thuốc lào có gọi là tật xấu không ta? Không, đâu có gì đâu tật xấu. Tại em hứa bỏ rồi. Hứa bỏ chưa? Vợ không thích thuốc lào nó hôi ạ. Chỉ có cái là đó nó cái thuốc lào nó hôi hơn thuốc nhưng lá. Nhưng mà bây giờ là đã bớt chưa? Hay là bỏ luôn chưa Nguyên? Chỉ là sáng em hút xong cái rồi chiều về em hút cái rồi xong thôi ạ. Tức là ngày rít hai hơi đúng không? Dạ. Đấy là rít hai hơi thuốc lào còn thuốc điếu nữa. Điếu là đi làm công việc bình thường với bạn bè thì em có uống cà phê rồi uống thuốc. Còn tật gì nè? Anh ngủ hay nghiến răng nè. Nghiến răng cũng chả phải tật xấu. Cái đấy là không cái biết. Nói chung là chồng thì cũng không có nhiều tật xấu đâu ạ. Có siêng không? Có phụ vợ ở công việc nhà dạ, không? Dạ không. Đấy là tật xấu gì nữa? Có gia trưởng không? Dạ chồng thì không gia trưởng ạ. Nhưng mà có cái là không phụ vợ. Chỉ có về nhà để điện về chăm con thì mở điện thoại lên cho con ngồi xem vậy đó, rồi cha cũng ngồi bấm điện thoại rồi cũng chơi game, nghiện game nữa. Ôi nguy hiểm chơi quá. Game, dạ. Còn vợ tự làm bếp núc làm gì làm không có phụ. Đấy, cái đó là gia trưởng đó, không phụ vợ việc nhà là gia trưởng. Không phụ đó. Nhưng mà cũng không có nói nặng ạ. Chứ đâu phải là nói nặng hoặc là bắt vợ làm này làm kia mới là gia trưởng đâu. Khoan ngoài xíu nha. Con em mới 2 tuổi thôi hả? Dạ. 2 tuổi mà Nguyên đã cho tiếp xúc với điện thoại. Với máy tính bảng là nó nguy hiểm lắm nha. Dạ, nó rất là dễ những cái bệnh dễ mắc phải những cái bệnh về mắt. Dạ. Ha, nên hạn chế lại. Dạ. Hạn chế lại đi em. Cái đó em ha. Hạn chế. Rồi. Em nói không, hạn chế ha, đừng cho coi luôn. Vâng. Ha. Rồi còn gì nữa nè? Có hay nhậu không? Dạ có. Anh đi làm thì sáng anh đi làm tới trưa có khi nghiện pizza nữa. Có khi nghiện pizza đến từ sáng tới chiều điện về ăn cơm không về ạ. Tối thì lại đi nhậu. Thế có lúc nào nhậu mà cũng không nhận ra vợ mình không? Dạ không. Xỉn tới cái mức mà không nhận ra vợ luôn. Dạ có không? Dạ không. Anh không. Thì không uống tới cái mức mà xỉn là không nhận ra vợ đâu. Nhưng mà chỉ có hơi xỉn là về nhà ối rồi vậy thôi chứ còn không có. Cái lần nào mà chồng em nhậu mà em bực mình nhất, giận nhất luôn á. Là chỉ có nhậu xong rồi về kiểu như là ối rồi nằm chổng nằm chổng mông lên rồi. Dạ chổng mông lên rồi nằm mất đi ối rồi vậy á. Lúc đó em khó chịu lắm đúng không? Dạ, ghét khó lắm chịu. Đúng không? Với lại điện không nghe máy nữa là hơi bực bội. Đó tật xấu đó. Dạ. Điện mà không nghe máy là dạ, mong muốn thay đổi luôn đi. Mong đó. Muốn sẵn đang nóng hổi là mong muốn chồng thay đổi cái gì? Dạ thì sẵn chương trình đi thì em cũng mong là chồng bớt nhậu. Dạ. Với lại bớt chơi bia lại. Về không có việc thì về nhà với vợ con, phụ vợ chăm con, giữ con cho vợ nấu ăn dọn việc nhà. Nghe Nguyên. Dạ. Dễ mà đúng không? Dạ. Bây giờ mình bớt từ từ đi. Dạ. Bây giờ kêu cắt ngang cái cũng khó lắm. Bớt từ từ là xong. Rồi bây giờ tới Nguyên đó. Dạ. Anh thấy Thoa hiền quá à. Hiền dễ sao hiền quá. Hai vợ chồng quen nhau gần 3 năm rồi mà hợp nhau lắm ạ. Chưa bao giờ cãi lộn nhau cái gì cả. Thế vợ em có ghen không? Vợ em thì ghen thì chúa ghen luôn. Chúa ghen đấy. Ghen là tật xấu rồi đấy.
đấy. Nhưng mà cái quan hệ bạn bè hay là làm ăn của em thì em không bao giờ có cái chuyện trai gái hay là thế gì. Ghen với ai? Chỉ ghen với khách hàng nữ hoặc là bạn bè nữ thì trò chuyện sâu sâu một tí về cái vấn đề khác là vợ không thích thì biết. Nhắn tin là coi như là chắc cô ấy có đọc đúng không? Chứ nhắn tin cũng không có gì quá ấy. Thế có ghen với chị cả không? Có ghen với chị cả không? Cũng có. Ủa nhưng mà mỗi lần quen với vợ cũ như vậy á thì Nguyên có cảm thấy khó chịu không? Không, em hiểu cô, hiểu bà xã như thế nào. Rồi về cái vấn đề của em người cũ nó. Nhưng mà sao em lại ghen với chị cả? Vấn đề cô ấy lại nhờ em mua cái bất động sản. Tức là không muốn dính dáng gì tới cái về vợ cũ vấn đề đấy. Chỉ có con thì sao cũng được. Về ngoài cái vấn đề con không có được cái gì cả. Em cũng có nói là về vấn đề con, anh thì sao cũng được, anh làm như thế nào cũng được, miễn là anh sống có trách nhiệm với con là được. Nhưng mà đừng có quay lại theo kiểu mà mua bán chung rồi đi qua đi lại trao đổi với nhau nhiều là em không thích. Thế là em có nói với chồng em như vậy. Tất cả các bà vợ đều như vậy hết. Dạ. Nếu mà ai trong hoàn cảnh như em thì cũng chắc là cũng hiểu như vậy. Đúng rồi. Dạ. Như vậy đúng là rồi. Hợp lệ đúng không chị? Hợp lệ. Hợp lệ. Hợp lệ. Có nghĩa là vợ ghen hợp lệ. Dạ. Ủa nếu dụ mà một cái mối quan hệ mà chỉ là trao đổi về mua bán rồi về kinh doanh, ví dụ như nhờ mua một miếng đất thì cũng không được đúng không ạ? Không phải, chị nói em nghe, tại vì thực ra mình muốn mua miếng đất đó thì rất nhiều đối tác, đối tượng khác rồi, mà mình có thể mua. Không nhất thiết là đúng phải rồi. Chỉ duy nhất là anh này. Đúng hiểu không? Tại vì thực ra là nó sẽ rất phức tạp. Tại vì trong, thì em mua bán rồi em cũng biết đó. Phải gặp gỡ, phải trao đổi, phải đủ thứ trên đời hết trơn. Gặp nhiều quá thì nó lại phát sinh nhiều thứ. Đúng rồi, cái người vợ người ta đâu có yên tâm. Thật ra anh cố tình anh hỏi như vậy để chị Vân nói. Để cho cả hai đều hiểu được cái vấn đề nằm ở chỗ nào. Đúng rồi. Còn những tật xấu gì nữa không? Có những cái tật mà giống như là vợ Mạc Văn Khoa đó là thích đi mua sắm online không? Dạ, vợ em thì cũng hay mua ở trên đấy. Nhưng mà trời có lần bị lừa mất tiền. Bị lừa luôn á. Là tiền thì em không có sao cả. Nhưng mà để cái tình trạng nó lừa đảo trên cái mạng xã hội để mình chuyển khoản trước. Em chỉ dặn vậy, không có được cái chuyển khoản trước. Mình kiểm tra hàng hóa hay sao rồi như thế nào, tới đây thì mình mới trả tiền. Lừa tiền xong còn lừa hàng nữa cơ. Nhiều lắm chị ơi. Hàng là một kiểu mà tới giao hàng lại là một kiểu khác nữa. Trời ơi, nó không có giống nhau á. Dạ. Nạn nhân đi. May mắn cho chị là chị không có mua, mà chị cần mua là chị nhờ. Mua cái gì cũng được, mà em sao cũng được cái gì cũng được. Anh phải hố tới cái món thứ ba là gần hơn 10 triệu thì anh mới ngộ ra vấn đề. Dạ. Tức là anh bây giờ là anh không mua nữa, mà anh chỉ khuyên là nên mua những cái trang nào mà coi như là có thương hiệu. Dạ. Những cái trang uy tín. Đó. Có bình luận chưa? Còn những cái trang mà trời ơi, nó đưa những hình đẹp ơi đẹp như đó mà không biết thương hiệu, vô đút đầu vô mua là dính liền. Dạ. Mà nhất là chuyển khoản trước. Dạ. Đó. Rồi bây giờ mong muốn vợ thay đổi điều gì? Vợ em thì tuyệt vời rồi. Chỉ có bớt mua sắm, hay là không phải bớt mua sắm, lựa chọn kỹ thì mua là được. Thì em chỉ mong muốn là vợ, cái công việc thì vợ không phải suy nghĩ, vợ em đau đầu nhiều về cái vấn đề công việc rồi lo kiếm tiền ấy. Em không muốn cái đấy. Thì chỉ muốn vợ lo cho con cái, rồi gia đình, nhà cửa, nhà em có nhà trọ nữa. Trọ cho thuê hả? Dạ. Ồ, quá ngon luôn á. Trông coi quản lý ở đấy thì học cái gì cũng được. Bây giờ đang học spa, muốn làm spa mở ở nhà hay là em thuê ở đâu làm cái đấy được. Miễn sao theo ý vợ, sở thích của vợ. Không, chị thấy là vợ em có cái mong muốn là có công việc, chị thấy nó hoàn toàn chính đáng. Bởi vì cái người phụ nữ mà người ta cứ ở nhà, mà người ta có khả năng nhưng mà người ta lại không được phát huy khả năng của mình, nó khó chịu lắm. Em hiểu cái đấy. Đúng không? Thành ra là cứ để vợ em đi làm. Thế còn em nói tóm lại là em, trong cái chuyện của tụi em nó chỉ có hơi một vấn đề chút xíu sẽ dễ làm nảy sinh những cái mà không hiểu nhau của vợ chồng, đó là cháu bé là cháu trai đúng không? Cháu trai con của chồng á, thì thực ra là mình mở lòng hơn một chút xíu nữa về đứa nhỏ đó. À, tại vì mình thương ảnh bao nhiêu thì mình thương cái đứa con của ảnh bấy nhiêu. Sau này chị nói em nghe, mấy đứa con nít nó ngộ lắm, mình thương nó như thế nào nó sẽ thương lại mình như vậy. Còn về phần em á, vì vấn đề đó là vấn đề rất là tế nhị, cho nên rằng á là
riêng với con, đúng là vợ em chính xác, riêng với con sao cũng được, em có thể đón con về để đi chơi chung với lại bé nhà mình, rồi hai vợ chồng dắt bé đó với lại bé con nhà mình cho anh em nó thân nhau á, là rất tốt. Nhưng mà riêng với vợ cũ thì thôi, mình gọi là bớt đi được cái gì thì mình nên bớt, bớt hoàn toàn, tại vì cô đó rồi cô cũng sẽ có cuộc sống riêng của cổ, rồi sau này chồng của cổ cũng sẽ có những cái suy nghĩ giống như vậy, có nghĩa là người ta cũng không thích là cổ liên lạc với em. Thành ra là cố gắng làm sao để mà cho anh em vậy là em nên để cho hai anh em nó yêu thương nhau, bởi vì bố thì không bỏ con được đâu, không bao giờ có chuyện đó. Thế thì cái hay cái khôn của mình là mình phải coi con của ảnh giống như là con của mình, và anh em tụi nó phải yêu thương nhau nha. Xin cảm ơn Nguyên với Thoa đã đến với chương trình Vợ Chồng Son nghe. Sao Thoa có muốn nói gì không, muốn nói gì với chồng, với chồng không? Dạ nói chung là chồng em mà nói chung là trong mắt em và anh hoàn hảo lắm ạ. Không có những cái điểm này em vừa nêu là mong anh thay đổi thôi ạ. Chị Nguyên thôi đó, có nói gì với vợ không, nắm tay cái nào? Em gặp bà xã của em không biết nói gì hơn, em thực sự cảm thấy nó sao sao mãn nguyện hay là như thế nào, người vợ của mình tuyệt vời như vậy, em cũng không nghĩ rằng quá mãn nguyện được người như vậy. Em không biết nói gì hơn, em lại thầm cảm ơn gia đình bên ngoài. Thì em có thể làm được cái gì ở ngoài đấy em sẽ cố gắng được nữa, thì cảm ơn em. Ấy lãng mạn quá. Xin cho anh bé gái, để mong mà xã hứa với em là năm tới là sinh cho em thêm đứa nữa, thằng trai nữa. Gái hay trai anh nghĩ là sẽ được thôi nghe. Tôi rồi, thì sẵn đây anh thuận chúc thôi, luôn anh đi chúc trước luôn nè, không phải 5 năm nữa mà là cái năm qua nào? Năm qua năm, cái năm bạn nào? Ấy đang mong là qua năm sau. Qua năm chứ phải 5 năm. Qua năm, năm không, không qua năm thôi vậy chúc luôn đi, trời ơi mắt mồm mắt mỏ nè. Rồi chúc cho hai vợ chồng Nguyên với Thoa nghe, rồi sẽ thương nhau thật nhiều ha, sẽ hiểu nhau thật nhiều đó, và tất cả đều là một cái mái ấm gia đình thật là hạnh phúc, luôn tràn ngập tiếng cười, trong đó có các con của các em nha, và các con chung nha, và các con bé trai luôn đó, tất cả đều là anh em. Thì chúc cho các em là trong năm nay nói luôn đi, đúng rồi, năm nay bác sĩ báo tin vui và qua năm sau sẽ có một thiên thần tuyệt vời đến với gia đình của Thoa và Nguyên nha. Dạ em xin cảm ơn. Rồi em cảm ơn anh chị.